My view is now that we have abortion where everybody wanted it from me. Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine trong thời gian qua vẫn luôn là đề tài nóng, nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận và sự quan tâm dành cho cuộc xung đột cũng không ngoại lệ đối với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đặc biệt, ông còn hiến kế để có thể dừng ngay xung đột. Cụ thể, một nguồn tin thân cận cho biết, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ rằng ông có thể chấm dứt cuộc xung đột Ukraine bằng cách thúc đẩy buộc Kyiv nhượng bộ trước Nga. Theo những người tham gia thảo luận về vấn đề hoặc các cố vấn của Trump, đề xuất này bao gồm việc nhượng lại Crimea và khu vực biên giới Donbass cho Nga. Ông Trump cho rằng cả Nga và Ukraine đều muốn giữ thể diện, muốn có một lối thoát và người dân sống ở các vùng này có thể sẽ chấp nhận trở thành một phần thuộc Nga. Có thể thấy, cách tiếp cận như trên của ông Trump hoàn toàn trái ngược với chính sách của Tổng thống đương nhiệm Joe Biden, là chủ trương hạn chế Nga tấn công và ủng hộ cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Lindsey Graham nói rằng ông đã dành 100% thời gian để nói chuyện với cựu Tổng thống Trump về Ukraine. Thượng nghị sĩ nói, "Đối với tôi, cách kết thúc cuộc chiến này là đảm bảo Ukraine được gia nhập NATO và EU." Vị thượng nghị sĩ Graham nói ông đã khuyên ông Trump không nên để Nga kiểm soát được vùng đất mà Moscow muốn và mong ông Trump ủng hộ con đường trở thành thành viên NATO của Ukraine. Trong khi đó, Washington Post cho hay phía cựu Tổng thống Trump đã từ chối trả lời trực tiếp các câu hỏi liên quan đến vấn đề này. Trước khi hiến kế cho xung đột Ukraine được kết thúc nhanh chóng, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần nhắc đến việc giúp Nga và Ukraine đạt được thỏa thuận hòa bình nếu ông trở lại Nhà Trắng. Cụ thể, trong cuộc phỏng vấn phát sóng hôm 18 tháng 3 năm 2024, cựu Tổng thống Donald Trump cho biết đàm phán là cách duy nhất để ngăn chặn đổ máu ở châu Âu. Ông Trump tuyên bố, chúng ta phải tập hợp cả hai người, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Và tôi sẽ nói, các ông phải hoàn thành việc này, các ông sẽ hoàn thành. Tôi sẽ tập hợp họ lại để đạt được một thỏa thuận và tôi sẽ hoàn thành điều đó. Cựu Tổng thống Mỹ khẳng định ông biết rõ cả hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine, đồng thời biết chính xác những gì cần nói với họ để đảm bảo rằng một thỏa thuận hòa bình sẽ được ký kết. Ông Trump ví cuộc xung đột Nga-Ukraine giống như một trận đấu cờ vua hoặc một ván bài poker mà ông biết chơi. Ông cáo buộc Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden đã không ngăn chặn được cuộc xung đột ngay từ đầu, nói rằng ông Biden không phải là một người biết chơi cờ và rằng ông đã sai khi đổ toàn bộ trách nhiệm về cuộc xung đột lên Tổng thống Putin. Ông Trump cũng nói thêm, đáng lẽ cuộc xung đột không nên bắt đầu. Tôi từng thảo luận về vấn đề Ukraine với ông Putin. Đó là vấn đề ông ấy rất quan tâm. Ông ấy sẽ không bao giờ làm điều đó. Bắt đầu cuộc xung đột khi tôi tại nhiệm. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên ông Trump, ứng viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa, kêu gọi đàm phán hòa bình để ngăn chặn xung đột Ukraine. Vào tháng 5 năm ngoái, ông Trump từng tuyên bố nếu quay lại nắm quyền, ông có thể kết thúc cuộc chiến Ukraine trong một ngày. Khi được hỏi ông sẽ làm thế nào, cựu Tổng thống Mỹ nói rằng cả Tổng thống Zelensky và Putin đều có điểm yếu và điểm mạnh và ông có thể sử dụng điều đó để giải quyết xung đột. Vào thời điểm đó, Tổng thống Zelensky nói rằng những bình luận của ông Trump chỉ đơn giản là một phần trong thông điệp chính trị của ông. Nga cũng đã nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đàm phán hòa bình, nhưng cả Kyiv và phương Tây đều khẳng định các cuộc đàm phán chỉ có thể được tiến hành theo các điều kiện của Tổng thống Zelensky. Các điều kiện này bao gồm việc rút lực lượng Nga khỏi Ukraine, trả lại tất cả vùng lãnh thổ trước đây của Ukraine mà Nga đang kiểm soát và mở một tòa án quốc tế xét xử lãnh đạo của Nga. Moscow coi những yêu cầu này là không thực tế. Thụy Sĩ gần đây đã đề nghị tổ chức một hội nghị thượng đỉnh hòa bình trong năm nay nhằm giải quyết cuộc xung đột Ukraine. Tuy nhiên, thời điểm tổ chức hội nghị chưa được ấn định và Tổng thống Zelensky tuyên bố rằng Nga sẽ không được mời vào bàn đàm phán. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 29 tháng 3 năm 2024 cảnh báo sự sống còn của Ukraine đang gặp nguy hiểm và tìm cách thuyết phục các đồng minh rằng Mỹ cam kết với Kyiv.
Ông Austin nói sau khi chủ trì cuộc họp của nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine, hiện nay sự sống còn của Ukraine đang gặp nguy hiểm và an ninh của Mỹ đang gặp nguy hiểm. Hôm nay tôi rời khỏi đây với quyết tâm tiếp tục duy trì sự hỗ trợ an ninh và đạn dược của Mỹ. Đó là vấn đề sống còn và chủ quyền đối với Ukraine, cũng như vấn đề danh dự và an ninh đối với Mỹ. Các quan chức Mỹ cho biết việc thiếu viện trợ hiện đã ảnh hưởng đến tình hình thực địa ở Ukraine và các lực lượng Ukraine đang phải triển khai hoạt động với các nguồn lực khan hiếm. Trước phát ngôn sẽ kết thúc xung đột Ukraine ngay khi quay lại Nhà Trắng của cựu Tổng thống Donald Trump, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Nga chưa từng thảo luận với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc giải quyết xung đột tại Ukraine. Cụ thể, khi được yêu cầu bình luận về các tuyên bố tranh cử của ông Donald Trump rằng ông sẽ chấm dứt xung đột Nga-Ukraine ngay khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024, người phát ngôn Điện Kremlin lưu ý Moscow không biết làm cách nào để đạt được điều này. Ông Peskov khẳng định hôm 22 tháng 1 năm 2024 rằng không có liên lạc nào với ông Trump về vấn đề này. Trong thời gian gần đây, cựu Tổng thống Mỹ nhiều lần tuyên bố ông sẽ tìm cách chấm dứt xung đột Nga-Ukraine chỉ trong vòng 24 giờ nếu quay lại Nhà Trắng. Ông Trump cũng quả quyết có thể nhanh chóng kết thúc cuộc khủng hoảng ở Ukraine bằng cách tổ chức hội đàm với cả Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và người đồng cấp Nga Vladimir Putin để tìm hiểu điểm mạnh và điểm yếu của hai nhà lãnh đạo. Cựu Tổng thống Mỹ cũng không loại trừ khả năng Ukraine có thể phải từ bỏ một phần lãnh thổ cho Nga để đạt được thỏa thuận hòa bình. Theo thông tin được biết, Tổng thống Ukraine Zelensky cũng nhắc tới những tuyên bố của ông Trump, nhận định lời hứa của cựu Tổng thống Mỹ nghe có vẻ hơi đáng sợ. Ông Zelensky chỉ ra cựu Tổng thống Mỹ không cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết nào về sáng kiến cá nhân, bày tỏ sự lo ngại sáng kiến đó có khả năng bỏ qua lợi ích của Ukraine. Ông Zelensky nói rõ Ukraine sẽ không bao giờ chấp nhận nhượng bộ lãnh thổ để đổi lấy hòa bình với Nga. Trong diễn biến khác, người đứng đầu cơ quan chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu EU Joseph Borrell cho biết EU và các thành viên dồn lực hỗ trợ Ukraine ứng phó với Nga. Theo lời ông Borrell tiết lộ, các nước thành viên EU đã cung cấp cho Kiev đạn dược, vũ khí trị giá 30 tỷ euro và huấn luyện gần 40.000 binh sĩ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Cũng theo ông Joseph Borrell cho biết, xung đột Nga-Ukraine giúp tăng cường sự đoàn kết xuyên Đại Tây Dương. Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng chúng tôi thường phản ứng quá chậm trong việc cung cấp vũ khí cần thiết cho Ukraine và chỉ hành động khi Nga có dấu hiệu tiến lên phía trước. Ông Joseph Borrell nhấn mạnh thêm, để hướng tới tương lai, EU cần thay đổi mô hình, cần chuyển từ hỗ trợ Ukraine miễn là cần thiết sang cam kết bất cứ điều gì cần thiết để đạt được thắng lợi. Không lâu sau khi phát ngôn muốn giúp nước bạn kết thúc nhanh chóng xung đột Ukraine, ông Trump đã bị réo tên vì làm lộ kế hoạch bí mật để kết thúc xung đột Nga-Ukraine của chính bản thân mình. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói rằng ông có thể chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine bằng cách gây áp lực buộc Ukraine từ bỏ một số lãnh thổ. Đề xuất của cựu Tổng thống Trump bao gồm việc thúc đẩy Ukraine nhượng bộ bán đảo Crimea và vùng biên giới Donbass cho Nga. Theo những người đã thảo luận về vấn đề này với ông Trump hoặc các cố vấn của ông, họ hé lộ đề xuất này với điều kiện giấu tên vì những cuộc thảo luận liên quan là bí mật. Trong khi đó, một người thảo luận trực tiếp với ông Trump cho hay vì cựu Tổng thống đã nói rằng ông nghĩ cả Nga và Ukraine đều muốn giữ thể diện, họ muốn có một lối thoát và rằng những người dân ở những vùng của Ukraine sẽ ổn khi trở thành một phần của Nga. Có thể thấy, cách tiếp cận như trên của ông Trump chưa từng được đưa tin trước đây. Nếu thành sự thật, có thể đảo ngược đáng kể chính sách của Tổng thống Mỹ Joe Biden, vốn nhấn mạnh đến việc hạn chế sự gây hấn của Nga và cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine. Bà Emma Ashford, một thành viên cấp cao tại trung tâm Stimson của Mỹ, một tổ chức nghiên cứu phi đảng phái cho rằng việc trao đổi lãnh thổ lấy lệnh ngừng bắn sẽ khiến Ukraine rơi vào tình thế tồi tệ hơn nếu không có sự đảm bảo rằng Nga sẽ không tái vũ trang và tiếp tục các hành động quân sự ở Ukraine như trước đây. Bà Ashford nhận định về đề xuất của ông Trump như sau. Đó là một thỏa thuận khủng khiếp. Bà Ashford nhận định về đề xuất của ông Trump theo The Washington Post.
Theo nguồn tin ghi nhận được, Ukraine chấp nhận sự kiểm soát của Nga đối với một số vùng của Ukraine sẽ mở rộng tầm ảnh hưởng của Moscow sau xung đột. Một số người ủng hộ ông Trump đã cố gắng thuyết phục ông chống lại một kết quả như thế. Vị thượng nghị sĩ Lindsey, người từng chỉ trích ông Trump nhưng nay trở thành đồng minh, cho hay: "Tôi đã dành 100% thời gian của mình để nói chuyện với ông Trump về Ukraine." Ông Graham nói về Tổng thống Putin: "Ông ấy phải trả giá, ông ấy không thể giành chiến thắng khi kết thúc cuộc xung đột này." Chiến dịch tranh cử của ông Trump từ chối trả lời trực tiếp các câu hỏi về kế hoạch trên. Phát ngôn viên chiến dịch tranh cử Caroline Leavitt nói: "Mọi suy đoán về kế hoạch của ông Trump đều đến từ những nguồn giấu tên và không biết chuyện gì đang hoặc sẽ xảy ra." Khi tìm cách quay trở lại Nhà Trắng, ông Trump hiện gần như chắc chắn là ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 5 tháng 11 năm 2024, từng tuyên bố ông có thể đàm phán một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine trong vòng 24 giờ nếu đắc cử. Tuy nhiên, ông Trump đã nhiều lần từ chối công khai làm thế nào để giải quyết nhanh chóng cuộc xung đột Nga-Ukraine, vốn đã kéo dài hơn 2 năm, khiến hàng chục ngàn binh sĩ và dân thường thiệt mạng, theo The Washington Post. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga cũng như Ukraine đối với kế hoạch trên của ông Trump. Nga trước đây tuyên bố sẽ sáp nhập đất Ukraine ngoài vùng Donbass và Crimea, trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố ông sẽ không chấp nhận từ bỏ bất kỳ lãnh thổ nào. Về việc có thể chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine, nhiều người đặt ra câu hỏi liệu ông Trump sẽ làm được gì? Trả lời cho câu hỏi này, mới đây, Washington Post cho biết ông Trump muốn Ukraine nhượng đất để chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, điều này có phải là sự thật hay chỉ là những chiêu trò đưa ra nhằm tác động đến cuộc bầu cử để hạ bệ ông Trump, đưa ông Biden lên nắm giữ ngôi vị chủ Nhà Trắng? Theo thông tin ghi nhận được vào ngày 7 tháng 4 năm 2024 cho biết, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ ông có thể chấm dứt cuộc xung đột Ukraine. Theo lời một quan chức trong cuộc cho biết, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nói Ukraine sẽ phải từ bỏ một phần lãnh thổ thuộc chủ quyền cho Nga nhằm đạt được thỏa thuận hòa bình. Vị cựu Tổng thống Mỹ đã nhiều lần tuyên bố ông có thể chấm dứt xung đột trong 24 giờ nếu tái đắc cử. Tuy nhiên, cho đến giờ, ông Trump vẫn chưa cung cấp thông tin chi tiết về kế hoạch của mình. Việc Ukraine từ chối thực hiện thỏa thuận Minsk cũng như từ chối giữ vị thế trung lập trong quan hệ giữa Nga và phương Tây được Moscow xem là nguyên nhân chính dẫn đến xung đột hiện nay. Tuần trước, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã thúc giục các quốc gia tăng cường hỗ trợ cho Ukraine nhằm giúp nước này đạt được những lợi thế nếu hai bên tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai. Vị quan chức này cho biết Ukraine cần phải đạt được những ưu thế nhất định trước khi ngồi vào bàn đàm phán hòa bình với Nga. Cuối cùng, Kiev phải là người quyết định loại thỏa hiệp nào họ cần thực hiện. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định quyết tâm giành lại toàn bộ các vùng lãnh thổ bị mất, bao gồm cả Crimea. Trong khi đó, Moscow cho biết sẵn sàng đàm phán nếu Kiev thừa nhận thực tế trên chiến trường. Bà Caroline Leavitt, người phát ngôn cho chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump cho biết, mọi suy đoán về kế hoạch của cựu Tổng thống Trump đều đến từ những nguồn giấu tên và không hiểu rõ. Cựu Tổng thống Trump là người duy nhất đề cập đến việc chấm dứt chết chóc. Sau loạt phát ngôn có phần gây tranh cãi và việc bị hoài nghi về tuyên bố có thể chấm dứt xung đột chỉ là chiêu trò để lấy lòng cho tranh cử chức Tổng thống Mỹ 2024, ông Trump đã lên tiếng bác bỏ và tuyên bố thẳng thừng rằng ông sẵn sàng thảo luận về cách chấm dứt xung đột chứ không quan tâm đến việc bên nào sẽ giành chiến thắng. Cụ thể, khi được hỏi có muốn Ukraine giành chiến thắng không, ông Trump nói: "Tôi không nghĩ về thắng thua, tôi nghĩ về việc giải quyết ổn thỏa để ngừng đổ máu." Ông cũng chỉ trích lượng viện trợ quân sự mà Lầu Năm Góc cung cấp cho Kiev. Cụ thể, ông nói: "Chúng tôi không có đạn dược cho chính mình, nhưng chúng tôi lại đang cho đi rất nhiều." Cựu Tổng thống Mỹ cũng cho biết ông muốn châu Âu đổ thêm tiền cho Ukraine và cân bằng hỗ trợ tài chính của nước này so với viện trợ do Washington cung cấp. Ông giải thích rằng nếu là Tổng thống, ông sẽ giải quyết xung đột trong vòng 24 giờ. Người Nga và người Ukraine, tôi muốn họ ngừng đổ máu và tôi sẽ hoàn thành việc đó trong 24 giờ.
Trước đó, hồi tháng 1, ông Trump từng đưa ra tuyên bố tương tự tại một sự kiện vận động tranh cử ở New Hampshire, rằng nếu đắc cử, ông có thể nhanh chóng làm trung gian cho một giải pháp hòa bình giữa Nga và Ukraine. Ông nói thêm, những tính cách của tôi đã giúp chúng ta tránh xa chiến tranh. Nếu tôi còn là Tổng thống, sẽ không còn xung đột giữa Nga và Ukraine. Ngay cả bây giờ, bất chấp thiệt hại to lớn về nhân mạng và đất nước Ukraine bị tàn phá, tôi vẫn có thể giúp đạt được thỏa thuận hòa bình chỉ trong 24 giờ. Vào ngày 11 tháng 5 năm 2023, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, ông Alexei Danilov, tuyên bố Kiev sẽ không đàm phán với Moscow trừ khi việc này được thực hiện theo các điều khoản của chúng tôi. Ông cũng cho rằng có một chiến dịch gây áp lực đang được tiến hành ở một số quốc gia khác để buộc Ukraine bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình. Ông Danilov nói, tôi muốn các bạn nhận ra rằng họ gia tăng căng thẳng để khiến chúng ta ngồi vào bàn đàm phán về các điều khoản của Nga. Sẽ không có ai bán rẻ lợi ích quốc gia của chúng tôi, bất kể có bao nhiêu quốc gia khác, những bên liên quan đến tình huống này muốn điều đó xảy ra. Kiev từng cam kết sẽ chiến đấu cho đến khi giành lại toàn quyền kiểm soát các vùng đất mà Ukraine coi là lãnh thổ có chủ quyền của mình. Tưởng chừng như việc chẳng có ai đặt niềm tin vào việc ông Donald Trump có thể chấm dứt xung đột Nga-Ukraine, thì ngay lập tức Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho biết ông có niềm tin vị cựu Tổng thống Mỹ sẽ làm nên chuyện nếu tái đắc cử vào cuối năm 2024. Cụ thể, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán mô tả cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump là con người của hòa bình và nói ông Trump có kế hoạch cụ thể để chấm dứt xung đột Ukraine. Trong ngày 10 tháng 3 năm 2024, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã có cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình M1. Tại đây, ông Orbán đã chia sẻ về cuộc gặp với ông Trump tại Florida vào ngày 8 tháng 3 năm 2024. Ông Orbán nói, từ nhiệm kỳ của ông Trump, chúng ta có thể thấy rõ ông ấy là con người của hòa bình. Ông Trump cũng không che giấu ý định chấm dứt xung đột Ukraine. Chúng ta muốn hòa bình, muốn một lệnh ngừng bắn sớm nhất có thể. Và tôi không thấy ai ngoài ông Trump đủ năng lực và quyết tâm để thực hiện điều này. Thủ tướng Orbán nhấn mạnh, cựu Tổng thống Trump đã có kế hoạch cụ thể để chấm dứt xung đột Ukraine. Dù không thể tiết lộ chi tiết, nhưng ông Orbán nói rằng kế hoạch của ông Trump có một số điểm tương đồng với ý tưởng của Hungary. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán mô tả cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump là con người của hòa bình và nói ông Trump có kế hoạch cụ thể để chấm dứt xung đột Ukraine. Thủ tướng Orbán nhấn mạnh, cựu Tổng thống Trump đã có kế hoạch cụ thể để chấm dứt xung đột Ukraine. Dù không thể tiết lộ chi tiết, nhưng ông Orbán nói rằng kế hoạch của ông Trump có một số điểm tương đồng với ý tưởng của Hungary. Và vào ngày 8 tháng 3 năm 2024, ông Trump đã tiếp đón ông Orbán tại dinh thự Mar-a-Lago. Trong cuộc gặp kéo dài khoảng một tiếng, Thủ tướng Hungary và cựu Tổng thống Mỹ đã thảo luận hàng loạt chủ đề tác động tới hai nước, bao gồm cả an ninh biên giới. Ông Trump nói trong cuộc gặp ở Florida rằng ông Orbán là một nhà lãnh đạo tuyệt vời. Theo thông tin ghi nhận được, cả ông Orbán và ông Trump đều muốn cộng đồng quốc tế rút bớt viện trợ cho Kiev. Sự phản đối của ông Trump được cho là một trong những nguyên nhân khiến Quốc hội Mỹ chưa thể thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine. Trong khi đó, Thủ tướng Orbán đã có những động thái nhằm ngăn chặn EU viện trợ cho Ukraine, đồng thời phản đối những biện pháp trừng phạt kinh tế nhắm vào Nga. Nối tiếp việc Thủ tướng Orbán, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cũng tin rằng ông Trump sẽ thực hiện cam kết chấm dứt chiến sự ở Ukraine trong vòng 24 giờ khi tái đắc cử. Cụ thể, vị Tổng thống Ba Lan nói, từ kinh nghiệm cá nhân là Tổng thống Cộng hòa Ba Lan, tôi có thể nói rằng những gì ông Trump đã hứa với tôi đều đã được thực hiện. Vì vậy, tôi tin rằng cựu Tổng thống Trump giữ lời và nếu ông ấy nói điều gì thì ông ấy rất nghiêm túc. Ông Duda chia sẻ trong cuộc họp báo trong chuyến đi tới Rwanda tuần này. Câu trả lời này được nhà lãnh đạo Ba Lan đưa ra khi được đề nghị đưa ra nhận định xem cam kết của ông Trump rằng sẽ nhanh chóng chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine có thực tế hay không. Cựu Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần tuyên bố sẽ chấm dứt chiến sự Ukraine trong vòng một ngày nếu tái đắc cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã hai lần mời ông Trump tới thăm Kiev để thực hiện cam kết.
cựu Tổng thống Trump đã từ chối lời mời của Tổng thống Zelensky vào tháng 11 năm 2023 bởi cho rằng chuyến thăm của ông có thể tạo ra xung đột lợi ích trong bối cảnh đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden đang triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay, Nga không hiểu làm cách nào ông Trump có thể chấm dứt được cuộc xung đột kéo dài gần 2 năm. Ông Peskov cũng lưu ý Moscow không có bất kỳ liên hệ nào với cựu Tổng thống Mỹ về kế hoạch đàm phán của ông. Mong rằng sau phát ngôn khiến người nghe có phần choáng của ông Trump khi cam kết chấm dứt xung đột Nga-Ukraine chỉ trong 24 giờ khi tái đắc cử, thì viễn cảnh đàm phán hòa bình sẽ được tái hiện.